Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Trường Quang thuộc phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho ni sư Thích Nữ Hải Nguyệt. Chứng minh tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng Thích Hạnh Trân, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho, cùng chư tôn đức thường trực Ban trị sự tỉnh, Ban trị sự thành phố Mỹ Tho, tăng ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử. Đại diện chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh và thành phố Mỹ Tho. Tại buổi lễ, thay mặt thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự, đọc quyết định của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Trường Quang, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho ni sư Thích Nữ Hải Nguyệt, thế danh Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1972. Sau đó, cung thỉnh thượng tọa Thích Hải Châu trao quyết định đến ni sư tân trụ trì. Ni sư Thích Nữ Hải Nguyệt xuất gia tu học tại chùa Phổ Đức với cố ni trưởng Thích Nữ Như Hảo. Trong ngày lễ bổ nhiệm trọng đại này, ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng trụ trì chùa Phổ Đức cũng là pháp tỷ của ni sư Thích Nữ Hải Nguyệt đã trao pháp bảo và có lời sách tấn đến ni sư tân trụ trì luồng tâm niệm trách nhiệm mới là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. Phải tinh tấn sống đúng với tinh thần lục hòa, luôn lấy giới định tuệ để làm nền tảng tu học và hành đạo. Mọi hoạt động phải tuân theo sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo tại địa phương, luôn lấy đức để giáo hóa tín đồ Phật tử và làm một công dân tốt của đất nước. Trong vai trò mới, ni sư Thích Nữ Hải Nguyệt đã cung đối trước chư tôn đức chứng minh, phát nguyện nhận nhiệm vụ, thành kính đảnh lễ chư tôn đức để tin tưởng giao phó ngôi chùa Trường Quang để làm nơi tu tập và hành đạo, hứa sẽ quyết tâm thực hiện lời Phật dạy, hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước quy định. Dịp này, nhiều lẵng hoa và quà của chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền các cấp gửi đến chúc mừng ni sư tân trụ trì. Ban lời đạo từ, thượng tọa Thích Quảng Lộc mong ni sư Thích Nữ Hải Nguyệt luôn cộng tác với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Mỹ Tho, hoàn thành tốt trách nhiệm của một vị trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng chánh pháp, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do chính quyền địa phương phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm văn minh giàu đẹp trong tinh thần đạo pháp dân tộc.